Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành chủ động đưa ra các giải pháp, biện pháp ứng phó tình hình để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng yêu cầu các địa phương quan tâm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để người dân di chuyển thuận lợi, không bị cản trở về mặt hành chính. Các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tất cả vì nhân dân để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh các bộ ngành, các tiểu ban của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn để thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp phù hợp với tình hình, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình này.